Chào mừng quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 9 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng mai ngày 9 tháng 9 ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong đêm nay ngày 8 tháng 9 tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Dưới tác động của mưa lũ, sạt lở đất có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện. Vì vậy, người dân nên hạn chế ra khỏi nhà trong những lúc mưa lớn để đảm bảo an toàn, đồng thời gia cố lại nhà ở để giảm thiệt hại, tránh những tác động xấu của mưa lũ. Nhìn chung trên cả nước, khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ trung bình thấp hơn các khu vực khác. Ngày mai ngày 9 tháng 9, khu vực này chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ban ngày có nắng gián đoạn. Dưới đây là các thông tin chi tiết. Như thường lệ, tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết biển. Khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được dự báo có sóng cao từ 1 đến 2 mét, gió hướng Tây Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm ngày 8 tháng 9, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Quay lại với thời tiết trên đất liền, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do mây đối lưu đang phát triển từ phía Đông Bắc, nên đêm nay và ngày mai tại khu vực thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.